Khánh Tường xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Kính thưa quý vị, hiện nay xã hội có rất là nhiều ngành nghề mới xuất hiện để phục vụ cho các doanh nghiệp và ngành quản trị môi trường doanh nghiệp cũng nằm trong số đó. Với những sứ mạng và tầm quan trọng của môi trường gắn với phát triển doanh nghiệp, Trường Đại học Văn Lang đã xây dựng ngành học này và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cả thí sinh và doanh nghiệp. Thưa quý vị và Khánh Tường xin được giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, trưởng khoa môi trường Đại học Văn Lang. Dạ, xin chào quý phụ huynh, các em học sinh cùng quý vị xem đài. Xin chào MC Khánh Tường. Dạ, chào cô. Và vị khách mời thứ hai xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Thạc sĩ Trần Thanh Tùng, trưởng phòng quản lý môi trường, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào anh ạ. Xin kính chào quý khán giả, quý phụ huynh và các em học sinh và khán giả đang xem đài. Kính chào MC Khánh Tường. Dạ, câu hỏi đầu tiên thì chắc là em xin phép được dành cho cô Kim Oanh. Cô có thể cho biết là ngành quản trị môi trường doanh nghiệp là ngành như thế nào không ạ? Với một cái sự phát triển với cái tốc độ số hóa cũng như là các cái hoạt động mà tiếp cận quốc tế thì một người ra làm việc mình không thể chuyên sâu vào chỉ một cái lĩnh vực được mà mình phải có cái tính liên ngành cao. Với cái mục tiêu là làm thế nào để một người đi ra trường mình có thể đáp ứng được yêu cầu xã hội thì cái ngành này đã ra đời. Thì nó là sự kết hợp của ngành quản lý môi trường, tài nguyên, ngành quản trị kinh doanh và ngành truyền thông. Cái ngành quản trị môi trường doanh nghiệp này hỗ trợ được cho doanh nghiệp các cái luật, các cái quy định của nhà nước, tiết kiệm nhất cái chi phí vận hành của doanh nghiệp thông qua cái việc là họ tiết kiệm được tài nguyên, điện hay là xăng dầu, nước chẳng hạn, hoặc là tiết kiệm giấy và những cái nguồn tài nguyên khác. Họ còn thực hiện những cái hoạt động tạo nên cái hình ảnh của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì họ cũng thực hiện những cái hoạt động để cho doanh nghiệp đạt được các cái yêu cầu về hỗ trợ cộng đồng. Với vai trò cũng như là kinh nghiệm của anh Tùng á, thì nhân sự ở cái mảng là quản trị môi trường doanh nghiệp này sẽ có tác động và vai trò như thế nào trong cái sự vận hành của doanh nghiệp và công ty đó? Vai trò vị trí của cái người mà làm cái công tác quản trị môi trường trong doanh nghiệp á, nó có thể là bao quát và nó có một cái phần về chuyên sâu. Cái bao quát là mình phải nắm bắt được môi trường ở trong doanh nghiệp nó là cái gì. Từ cái hoạt động doanh nghiệp là sản xuất, nguyên liệu đầu vào anh phải có những cái gì, rồi những khi sản xuất ra thì cái chất thải là cái gì và mình xử lý nó như thế nào. Nhưng mà cái quản trị doanh nghiệp này thì nó có một cái hay nó là như vậy nè, tức là anh sẽ tìm hiểu được trong quá trình sản xuất như vậy thì cái vấn đề mình có thể tiết kiệm được năng lượng hay không, tiết kiệm được cái nguồn nguyên liệu hay không, để từ đó nó giảm được cái phát thải, giảm được cái chi phí xử lý, đồng thời là mình phải nắm bắt được những cái quy định về pháp luật. Thì mình nghĩ đây là một cái ngành học mới và nó phù hợp với cái xu hướng phát triển trong cái giai đoạn hiện nay. Nếu như sắp tới em trở thành sinh viên của trường học ngành này thì em sẽ được học những cái môn nào ở trong ngành này? Chắc là phải nhờ cô Kim Oanh chia sẻ cụ thể hơn với các bạn thí sinh của chúng ta. Mình tạm chia nó thành 3 cái nhóm. Cái thứ nhất là các bạn sẽ học về quản trị doanh nghiệp. Các cái môn học ví dụ như là quản trị học hay là quản trị chiến lược hoặc là chiến lược kinh doanh hoặc là kinh tế tuần hoàn. Tiếp theo là các bạn sẽ học cái nhóm lĩnh vực thứ hai là liên quan đến các cái vấn đề về quản lý môi trường, quản lý tài nguyên, sử dụng tài nguyên hiệu quả như thế nào. Và cái nhóm thứ ba, khoảng 10% cái khối lượng thì mình sẽ học về truyền thông với cái triết lý là đào tạo thông qua trải nghiệm. Thì các bạn sẽ được học những cái kỹ năng liên quan đến cái lĩnh vực của mình để nâng cao được cái những cái năng lực, phát huy được cái khả năng tư duy, sáng tạo cũng như là các cái kỹ năng phản biện, còn học thêm các cái phần mềm để mình quản lý cho nó đạt cái yêu cầu số hóa. Thì đây cũng là một cái mặt mạnh của Trường Đại học Văn Lang, bởi vì Trường Đại học Văn Lang đầu tư rất mạnh để thực hiện các cái hoạt động đào tạo số hóa. Tôi rất là tự hào về cái lực lượng giảng viên của khoa với cái số lượng giảng viên có bằng tiến sĩ là trên 65%. 100% giảng viên đều tốt nghiệp ở nước ngoài, đúng chuyên ngành. Cơ sở vật chất mà phục vụ riêng cho ngành thì chúng tôi cũng đã được đầu tư rất là bài bản. Chúng tôi đã có một cái network rất là lớn với doanh nghiệp, câu lạc bộ cựu sinh viên của khoa môi trường. Hiện nay có hơn 500 thành viên, thì luôn luôn hỗ trợ giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, đón nhận các sinh viên về tại doanh nghiệp. Thì đó là những cái điểm nhấn mà tôi nghĩ rằng là sẽ quyết định nên cái chất lượng đào tạo của khoa môi trường của Trường Đại học Văn Lang.
Bây giờ em muốn là có một cái tình huống như thế này cho anh Tùng. Ví dụ như anh Tùng đóng vai trò là một nhà tuyển dụng đi, thì bây giờ anh sẽ căn cứ vào những cái tiêu chí nào để lựa chọn những cái nguồn nhân sự cho công ty của mình ạ? Trước đây môi trường thì xử lý nước thải, về xử lý khí thải, chất thải rắn, thì cái đó là nó cái giai đoạn khác rồi. Bản thân Dùng cũng là sinh viên trường Đại học Văn Lang, và đến bây giờ thì nó là đã đi làm việc rồi, cũng 20 năm rồi. Thì cũng giống như chỗ của anh nói, thì ban đầu là cũng bỡ ngỡ. Cái ngành môi trường là cái ngành mới, cũng chưa biết là vào học đã làm được cái gì, và đến khi ra trường thì sẽ làm cái gì. Thì cứ thế mà một cái ngành mới thì mình cứ thích mình học thôi. Cái ngành quản trị môi trường thì nó cũng vậy thôi. Đây là một cái ngành mới, không phải là xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn nữa, mà đây là một cái bao quát hơn. Anh có biết được về cái kinh tế tuần hoàn hay không? Anh có nắm được cái sản xuất sạch hơn hay không? Để từ đó anh tư vấn cho chúng tôi biết được là cái mà chúng tôi đang khuyết là ở chỗ nào, và cái chúng tôi phải tiết kiệm cái nguồn năng lượng như nào, tiết kiệm cái nguồn sản xuất như nào để có hiệu quả hơn, và nó đỡ gánh nặng trong vấn đề về môi trường. Anh phải có một cái kiến thức chuẩn về vấn đề môi trường. Cái thứ hai là anh phải có cái kiến thức chuyên môn về cái quản trị môi trường là cái gì, và anh phải nắm bắt được là những cái quy định pháp luật hiện nay, thì anh mới làm việc được, thì anh mới hỗ trợ chúng tôi được làm việc một cách có hiệu quả được. Ngoại ngữ nó cũng là một cái yếu tố nó hết sức là quan trọng. Một cái yếu tố nữa mà thường các bạn rất là quan tâm khi mà ra trường đó là thu nhập. Dạ, anh có thể chia sẻ thêm một tí xíu là với tiềm năng của ngành nghề này sắp tới thì các bạn có thể kiếm được cái mức thu nhập có ổn hay không ạ? Có một cái doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp thì họ làm về cái pin năng lượng mặt trời. Họ là một cái doanh nghiệp của Mỹ. Họ trả lương rất cao. Phòng quản lý môi trường giống như là một cái phòng về kinh tế của họ vậy đó. Đó, phòng kinh tế thì làm ra tiền cho công ty, mang lại lợi ích hiệu quả. Nhưng mà cái môi trường họ cũng đánh bằng với cái vấn đề đó. Nếu mà đã vào những cái vị trí như vậy đó thì họ sẽ trả lương theo dạng như là quản lý cao cấp. Và hiện nay là các doanh nghiệp ở nước ngoài, ở Singapore, ở Mỹ, họ đang có cái xu hướng về Việt Nam, và họ tìm kiếm những cái nhân viên môi trường và dạng quản trị về môi trường vậy đó. Thật sự là họ rất là cần, và họ tìm không ra. Cho nên là trường Văn Lang thì đưa ra một cái ngành học nghề mới á, thì bản thân tôi cũng thấy là nó phù hợp với cái xu hướng phát triển của thế giới, cũng giống như là tình hình ở phát triển ở Việt Nam. Em muốn hỏi cô Kim Anh là hiện tại thì bên khoa của mình, bên trường Đại học Văn Lang của mình có những cái chương trình hoạt động ngoại khóa như thế nào? Mỗi năm trường Đại học Văn Lang tổ chức hơn 1.000 cái sự kiện. Dạ. Đủ lĩnh vực. Thông qua những cái hoạt động đó thì các bạn cũng đã nâng cao được rất là nhiều những cái năng lực. Thì ở khoa cũng tiếp nối những cái hoạt động của trường Đại học Văn Lang để triển khai các cái hoạt động ngoại khóa. Ví dụ như là các cái seminar chuyên môn của cái lĩnh vực, hoặc là tổ chức các cái cuộc thi về môi trường để các bạn tham gia và các bạn rèn luyện những cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng phản biện, kỹ năng truyền thông, kỹ năng leadership, rồi làm việc nhóm, v.v. Kỹ năng của một cử nhân ra trường, đặc biệt là cái thái độ của các bạn khi mà làm việc trong một doanh nghiệp thì lại là những cái yếu tố nhấn mạnh. Và do vậy nên trong cái quá trình đào tạo của ngành quản trị môi trường nói riêng cũng như là các cái ngành khác thì chúng tôi chú trọng vào các cái hoạt động này. Khánh Tường rất là muốn là cô Kim Oanh cũng như là anh Tùng sẽ có một cái chia sẻ nào đó, cũng như là một cái lời khuyên cho các bạn thí sinh của chúng ta cũng như là các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn. Em mời cô Oanh trước ạ. Nó là một ngành mới. Do đó bây giờ mà mình khẳng định cái gì thì nó cũng là một cái vấn đề khó khăn. Thì ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là nó là một cái ngành mà có cái tính liên ngành cao. Thì cái năng lực mà các bạn được đào tạo đó sẽ dễ tiếp cận với xã hội. Và thông qua đó thì cái việc mà tìm kiếm việc làm nó sẽ dễ dàng. Cái nhóm ngành môi trường là sinh viên vô thì không nhiều. Đầu ra thì vô cùng khan hiếm. Do vậy với cái nhóm ngành về quản trị môi trường doanh nghiệp này thì chúng tôi tự tin là các bạn ra trường chắc chắn là có việc làm. Các quy định pháp luật hiện nay họ cũng yêu cầu là các doanh nghiệp mà dạng có cái mức đầu tư ở nước ngoài hay mức đầu tư cao thì bắt buộc là phải có nhân viên môi trường. Các cơ quan ban ngành hiện nay đều hầu như đều có phòng môi trường. Rồi các doanh nghiệp hiện nay nếu doanh nghiệp lớn thì cũng phải có bộ phận môi trường. Thấy thì cái ngành môi trường á, mấy bạn cũng chưa có mạnh dạn học, nhưng mà nhu cầu ngoài xã hội thì rất là nhiều. Cho đó nên tôi thấy cứ mạnh dạn học, đây là một cái xu hướng của thế giới, thì các bạn cũng nên
tìm hiểu. Rất là cảm ơn cô Kim Oanh cùng với anh Thanh Tùng ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.